Các bạn muốn chèn vào Excel những icon sinh động như thế này không? Thay vì hiển thị kết quả đậu rớt thì chúng ta cho những dấu check, ví dụ đậu là dấu check, còn rớt là dấu nhân như thế này. Thì chúng ta cùng tìm hiểu cách làm trong video này nha. Chúng ta cùng tạo một cái công thức xác định đậu rớt bằng x mở ngoặc. Nếu mà điểm trung bình lớn bằng 5 thì chúng ta cho đậu. Thì ở đây chúng ta không có ghi chữ đậu mà chúng ta thay bằng một icon. Thì các bạn có thể giữ phím Windows và dấu chấm để nó hiện ra cái cửa sổ để chúng ta chèn những icon. Thì ở đây mình muốn tìm dấu chét thì mình chuyển cái mục trái tim này. Chúng ta kéo xuống, ở đây mình sẽ chọn dấu chét. Chúng ta chọn dấu chét này ha. Rồi, nhưng mà cái dấu chét này các bạn phải đặt ra nó trong dấu như kép. Thì ở đây mình sẽ thêm dấu như kép vào. Tiếp theo, nếu ngược lại là rớt thì chúng ta cho dấu x. Thì cũng tương tự Windows, dấu chấm. Và ở đây mình sẽ kéo xuống, mình chọn dấu x này. Rồi, cũng tương tự, mình cũng thêm cho nó là dấu như kép. Chúng ta đóng ngoặc lại và bấm Enter. Và chúng ta kéo xuống cho những ô còn lại. Thì các bạn thấy những kết quả đậu thì nó là dấu check, còn kết quả rớt thì nó là dấu x. Tuy nhiên bây giờ nó là màu đen, cho nên chúng ta cần phải chuyển những icon này thành cái màu cho nó đẹp. Thì chúng ta sử dụng định dạng có điều kiện để chúng ta đổi màu. Ví dụ như dấu check là thành màu xanh, dấu x là thành màu đỏ. Thì đầu tiên các bạn bôi đen cái cột này. Sau đó mình sẽ vào là thẻ home, conditional formatting và chọn là new rule. Và trong cửa sổ này các bạn chọn là use a formula. Tại cái dòng đánh công thức mình ghi lại bằng điểm trung bình, như là kích vào điểm trung bình và lớn hơn bằng 5. Và chúng ta bỏ cái dấu đô la ở trước cái số 5 đi để copy xuống cho những cái ở dưới. Và mình kích vào cái format. Và ở đây trong một phong chúng ta cần đổi thành chữ màu gì thì ở một color thì chúng ta chọn chữ màu đó. Ví dụ ở đây mình chọn màu xanh đây. Thì đã bấm OK. Sẽ đã bấm OK. Thì các bạn thấy là cái dấu chép nó đã được chuyển thành màu xanh rồi. Bây giờ chúng ta chuyển cho chữ x thành màu đỏ thì cũng chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta vào conditional formatting, chọn new rule, tương tự bằng điểm trung bình nhỏ hơn 5 và cũng bỏ dấu đô la ở đây. Chúng ta chọn format và ở đây mình chọn là màu đỏ. Ok. Như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chèn icon nhanh trong Excel. Hãy follow kênh Tin Học Đông Phương để học được nhiều mà hay nha.